Dạ. Hôm nay Jim Travel chào chị các bạn. Chiều nay xin mời chị các bạn ta dành chút thời gian bên bãi biển Vũng Tàu. Khu vực này là bãi sao nha các bạn. Chiều nay là một ngày đẹp trời. Mời chị các bạn ta dành chút thời gian để thưởng thức cái không khí biển cũng như là lắng nghe cái tiếng sóng biển nó rì rào các bạn. Chị các bạn nằm tại bên biển á, có thể thưởng thức qua màn ảnh nhỏ đỡ. Hôm nay đã là ngày 10 tháng 12 rồi chứ các bạn, còn ít ngày nữa là đã kết thúc năm 2020 rồi, chuẩn bị chào đón năm mới nha các bạn. Thời gian thấm thoát thôi đưa nhanh quá. Chiều nay đi bộ trên bãi biển, thưởng thức cái không khí trong lành nha các bạn. Thường những ngày trong tuần thì bãi biển, bãi sao thương người lắm các bạn, nên là cảnh rất là đẹp. Nếu mà trường hợp mình muốn ngắm cảnh bao la ngày cuối tuần thì các bạn sẽ có du khách đông hơn, thường là thứ bảy chủ nhật du khách đông hơn. Này cảm giác mình đi bộ ở dưới bãi biển như các bạn, chân mình đi chạm bên cát đó, nó êm êm và cái nước biển đó, rất là mát như các bạn. Mặc dù trời mà ở phía trên nó có nóng thế nào nhưng mà đi xuống biển, nước biển nó vẫn mát. Đặc trưng cái bãi sao khá là dài nên đi bộ cả tiếng hồ luôn như các bạn. Các bạn nào thích đi bộ để có thể đi từ bãi Chí Linh đến bãi Sao, rồi dọc tới khu vực ở mũi Nghiên Phong luôn. Mà tùy theo ngày thì thủy triều lên hay là thủy triều cạn nha các bạn. Như bữa nay thủy triều tương đối cạn nè các bạn. Tiếng sóng biển rất là đặc trưng như các bạn, nghe giống như là nghe riết nó cũng giống như kiểu mà bị nghiện á, ai mà thích thì riết ra thành nghiện luôn. Dạ, đây nhìn một vòng vượt qua bãi sao.
Những ngày nay thì trời khá là mát mẻ chứ các bạn. Buổi trưa nhiệt độ khoảng chừng 25-26 độ C thôi. Buổi tối nó còn khoảng xuống chừng 23-24 độ như các bạn. Nên là thời tiết khá là mát. Những cái ngày gần cuối năm cho các bạn, ngày Giáng sinh đó. Wow. Dạ, hôm nay ngắm nhìn bãi cát vàng rất đẹp như bạn, rất dài. Dạ, Jim Travel thân cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã dành thời gian để thưởng thức cái cảnh đẹp của biển bãi sau Vũng Tàu trong ngày 10 tháng 12 năm 2020. Hẹn gặp lại chị các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn chị các bạn rất là nhiều.